Xin chào các bạn đã đến với kênh Thành Nhân Vacation. Và hôm nay tôi sẽ tham quan khu vực Giáng sinh tại quán cà phê Sky Garden Bistro Tam Đảo. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là khu vực in chữ Santa is coming to town, tức là ông già Noel sẽ đến tới thành phố. Đó, rất là ý nghĩa luôn. Có cả mấy quả bóng cây thông Noel. Nói chung là cái thông Noel là coi như là đã rụng. Nhưng mà đến tối là sẽ có đèn. Nhưng hiện giờ đây là 3 ngày nhá các bạn nhá. Ok, đây là xích đô. Được trang trí thêm ở dưới cái ghế xích đô là mấy cái dây xanh đỏ hay cái gì. Đấy, tiếp theo đây chính là cái biển Sky Garden Bistro Tam Đảo. Có 4 chữ lớp màu đỏ đỏ, quá là chất luôn. Tiếp theo đây chính là biểu tượng ông già Noel và người tuyết với cả hình quà, quá đẹp luôn, với cả cây vòng nguyệt quế, cây thông Noel. Đó, trên kia chúng ta hãy thấy đây chính là những cái quả bóng disco, đèn disco rất là nhiều. Disco này gay, quá là đẹp. Đó, ở bên kia chúng ta hình thấy đây chỉ là những con hạc giấy. Trên kia là con hạc, không phải là hạc giấy. Chính giữa kia đây chính là cây thông Noel nhé các bạn nhé. Đây chính là cây thông Noel, quá đẹp luôn. Ở đây là họ đều trang trí bằng những cái bóng disco, bóng Noel. Đấy, rất là đẹp luôn. Trên tầng kia chúng ta hình thấy đây chính là những cái bóng đèn nhiều ánh sáng. Nói chung là rất thích hợp cho các bạn trẻ. Đó, trước kia chúng ta thể thấy đây chính là những cái bóng disco được treo bằng trên lơ lửng, quá đẹp luôn. Ở trên kia chúng ta thể thấy đây chính là những cái quả bóng disco, bóng đèn Noel. À sorry các bạn nhá, bóng Noel, bóng đỏ, bóng vàng, bóng disco, rất đẹp luôn. Đây chính là cái trò đu quay. Đấy, trò đu quay có gắn rất nhiều các loại cây thông Noel, quá là đẹp luôn. Bác Việt đang gọi là dùng mấy cái chiến thuật để sửa lửa. Bác Việt dùng hai cây nến để đốt một đống lửa to. Xong rồi dùng mấy cái đôi đũa, mấy cái chiếc đũa để làm lửa cho lên. Đấy, mấy cái nến này bác lấy ở đâu vậy? Ô nhặt. Ô, hai cái nến này là bác nhặt được ở trong túi rác nhé các bạn nhé, chứ không phải là ở trong quầy đâu. Đây là chocolate milkshake
chocolate, có whipping cream. Và đây ở trên nữa đó chính là cái bánh Oreo. Rất là ngon luôn. Cái này giống ở quán cà phê Havana như bình thường thôi nhá. Ok, vậy là chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món kem cookie. Nói chính xác là kem. Món này cực kỳ đặc biệt. Hồi ăn ở gọi là quán cà phê Sky Garden Bistro Tam Đảo cũng có món này, nhưng mà nó khác nha. Không hiểu, bây giờ tôi sẽ thưởng thức món món đặc biệt này nhá. Ok, whipping cream. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức món đây gọi là whipping cream. Ok, tôi sẽ thưởng thức cái bánh Oreo chưa. Tức là tôi sẽ trộn kem. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức bánh Oreo chấm kem. Anh thử xem nhé. Ngon lắm. Cái này rất là ngon luôn. Cái bánh kem là quá đã luôn. Ok, tôi đã ăn xong bánh Oreo. Bây giờ tôi sẽ khuấy đều. Kem. Ngon tuyệt. Phải nói là kem rất là ngon. Đấy, cái nến đặt lên cái là nó cháy mà. Ngon, ngon. Nhưng mà ngon, nói là ngon luôn. Đây là gọi là đây là khu vực dessert. Tức là khoai tây này, xúc xích này. Quán cà phê Sky Garden có mấy cái đồ ăn chặt, đồ ăn nhanh, ví dụ như là khoai tây xúc xích hay là gì đấy. Bây giờ mình thử ăn xúc xích không chấm gì luôn. Nhà hoa chấm thì ớt rất là ngon. Ok, bình thường. Còn đĩa khoai tây là đĩa chung nhá. Có nhiều miếng khoai tây mà, nhiều miếng khoai tây trong đĩa. Khoai tây có nhiều người ăn được, không có thể ăn vài miếng được. Mở kênh nhìn mà không có đủ tiền mua cái. Còn luôn. Đưa lại cái này thì dạy học miếng nữa. Miếng khóng của này. Đây đây là dương kia. Dương kia làm miếng. Tiếp tế cho ít thuốc độc nữa. Quá đã luôn. Bên trong đây chúng ta nhìn thấy đây chính là những cái kho. Kho gỗ. Kho tre. Đấy, để đốt lửa. Ở bên kia. Đấy. Thì bên trong khu này có rất là nhiều gỗ. Khoảng tầm chừng là 8 mấy ký gỗ hay là 300 mấy thì sao ấy. Đấy, thì tôi không biết là số lượng gỗ hay nhiều đến vậy nhá. Ok, bên trong đây chúng ta có thể thấy đây chính là kho than. Mấy cái thanh than này là mấy cái thanh than dài, thanh than ngắn. Để cho thêm vào trong cái chảo khổng lồ, chảo lửa ấy. Đấy, tôi vừa phát hiện ra chính là những cái chiếc máy quay, những thiết bị quay, nhưng mà không phải là thiết bị quay để làm YouTube mà là thiết bị quay làm phóng sự truyền hình của đài truyền hình Việt Nam. Không biết là có lên sóng được hay không nữa. Tôi chỉ thấy là cái máy quay là của đài truyền hình với cả cái chân quay của truyền hình. Cái máy quay này là tôi cũng không biết là giá bao nhiêu. Cái máy quay to to để quay phóng sự truyền hình hay là cái gì. Ví dụ như là V Việt Nam này, S Việt Nam này. Cái này là tôi không biết là họ mang mấy cái chân quay, mấy cái máy quay của đài truyền hình Việt Nam lên để quay chương trình gì. Chắc chắn là quay chương trình phóng sự hay là gì.
bạn nào biết những thứ này để quay chương trình gì thì các bạn hãy comment nhé. Ok, không nhiều về truyền hình truyền hùng gì nữa. Bây giờ chúng ta cùng xem mấy đứa đang chơi xích đu. Em áo đỏ này là chơi rất là mạnh nhá các bạn nhá. Đấy, đu càng nhanh càng mạnh luôn. Còn em Miu thì đu rất là nhẹ. Đấy, trời bắt đầu sương mù rồi đấy các bạn ạ. Đấy, làm hơi tối máy quay rồi ấy. Hơi sương mù là cũng có thể không thể nhìn thấy rõ được nhá. Các bạn có thể không nhìn thấy rõ những cái tam đảo sương mù như thế này. Đó. Thông nhá, lá thông này là lá thông làm bằng thùng. Đấy. Đã hửng nắng rồi nha các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được bên trên nhé. Đấy, trời đã bắt đầu hửng nắng rồi. Nắng nóng xa dần. Thì cái khu trào lửa chúng ta đã xong. Thì có gì thì các bạn thông cảm cho tôi nhé. Vì là những cái trào lửa này là trào gọi là trào đặc sắc luôn. Trào lửa khổng lồ. Thì video của tôi đã quá dài rồi, cho nên là tôi sẽ kết thúc video tại đây thôi nhé.